Linh ơi, em có thể giới thiệu là hiện tại em đang làm gì không? Đang làm vật vờ. Hiện tại thì em đang làm bơ cao của vật vờ. Ok, vậy thì bây giờ em đang dùng điện thoại gì? iPhone 7 Plus. Thì tại sao em lại lựa chọn iPhone? Hệ điều hành iOS thì rất là dễ. Không tạo cái cảm giác thân thiện. Đó. Thế thôi á? Nó dễ dùng thật mà. Còn lý do gì nữa không? Camera của nó em thấy nó ngon thật hơn là iPhone hoặc là mấy cái máy là Sony hoặc là Samsung gì đấy. Ok. Xin giới thiệu với các bạn, đây là Kiều Anh He He và em là account mới của Vật Vờ. Thì em ấy là một iFan đích thực luôn, bởi vì sử dụng trọn bộ là có cả AirPods này, MacBook Pro và chiếc điện thoại là iPhone. Em có thể chia sẻ là em đang dùng iPhone mấy không? Hiện tại thì em đang dùng iPhone XS. Thì lý do tại sao em lại lựa chọn iPhone? Vì nó dễ sử dụng, thao tác nhanh và khi em dùng cả MacBook nữa thì dễ di chuyển file rất là đơn giản, nhanh gọn, thậm chí là những clip 4K luôn. Ngoài ra còn lý do gì nữa không? Em nghĩ là nó vì thương hiệu. Ok, thank you baby. Như các bạn cũng thấy câu trả lời của hai em Oka mà mình phỏng vấn ý, thì lý do đầu tiên có thể là thương hiệu. Đa phần các bạn gái sẽ làm quen với smartphone, đặc biệt là iPhone giống như mình như sau. Khoảng hơn 10 năm trước thì năm 2008 đến 2009 chúng ta đã quá quen với chiếc iPhone 3GS, hồi đó cực kỳ hot và mở ra trào lưu smartphone màn hình cảm ứng. Và việc sở hữu một chiếc iPhone hồi đó thì mình thấy là được coi là sành điệu, sang và nhà rất là có điều kiện. Nói chung iPhone với logo quả táo cắn dở là một cái gì đấy nó rất là có tiếng luôn. Nên có thể nói vì lý do nhận diện thương hiệu điện thoại hồi đó đã ăn sâu vào cái xu hướng mua sắm smartphone của nhiều người và đặc biệt là phái nữ như mình, đối tượng ít tìm hiểu về công nghệ. Thì như hồi trước thì mình cũng sẽ chọn iPhone vì nó rất là xịn. Và chiếc điện thoại đầu tiên mình sở hữu iPhone đó chính là iPhone 4S. Thứ hai là về thói quen sử dụng thì có thể dễ thấy rằng có một bộ phận người dùng không thay đổi cái thương hiệu smartphone mà họ lựa chọn bởi vì lý do thứ nhất là họ khá trung thành và ngại thay đổi. Thứ hai là họ không có nhu cầu trải nghiệm hay là thay đổi những cái mới vì họ đã hài lòng với chiếc iPhone mà mình sử dụng rồi. Và các bạn thấy đấy, đa phần con gái thì sẽ thuộc bộ phận này. Vì mình cá rằng tuy bây giờ đã có rất nhiều bạn gái quan tâm đến công nghệ rồi, nhưng mà từ xưa đến cho tận thời điểm hiện tại đi thì vẫn có rất nhiều bạn gái chỉ tìm xem những video review khi mà có nhu cầu tìm mua máy thôi. Hoặc là có một bộ phận chị em bạn gì khi mà đã lựa chọn iPhone rồi, vì cái thương hiệu rồi và đã dùng quen rồi, thì nếu muốn đổi điện thoại chỉ cần lên đời máy là xong. Và vì iPhone vẫn đáp ứng được nhu cầu của họ, máy rất là mượt mà, ổn định, dùng được dài lâu, bảo mật tốt và thiết kế sang đẹp cũng như là thương hiệu vẫn rất là lớn. Và nói đến đây thì các bạn đừng quên tham khảo tất cả iPhone ở Di Động Việt, hàng chính hãng và có nhiều ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Mình đang có là iPhone 12 mini và iPhone 12 cũng ở Di Động Việt luôn. Về chương trình khuyến mại thì sẽ có diễn ra theo từng tuần, từng tháng nên mọi người đừng quên click vào link phía dưới để check xem giá của iPhone mà mình đang cần tìm mua là bao nhiêu nhé. Và lý do thứ ba dễ thấy đó chính là vì iPhone dễ sử dụng. Đúng, iPhone rất là dễ sử dụng, giao diện thân thiện và trực quan, có gì thì phô hết ra màn hình chính luôn. Và ngay cả phần cài đặt cũng không có quá nhiều tính năng cần vọc vạch. Căn bản iPhone hướng tới sự tối giản cho người dùng rồi, nên là chúng ta không cần phải vuốt hàng trang trong phần setting như điện thoại của Android. Hay là trung tâm điều khiển giao diện nhìn cũng rất là gọn gàng và dễ nhìn luôn, không chi chít phím tắt tính năng như là thanh điều khiển ở trên Android. Các bạn cứ thử so sánh mà xem. Điều mà dễ khiến nhiều chị em, nhất là các bà các mẹ sẽ cảm thấy rối mắt khi mà nhìn vào. Và mình thấy đa phần chị em khi mà xài iPhone cũng không quá cầu kỳ trong việc sử dụng smartphone, chủ yếu chỉ là máy mượt này, nghe gọi sóng sánh ổn định, chủ yếu là dùng mạng xã hội này, sống ảo rồi là chụp ảnh, chỉnh app, giải trí, nghe nhạc, chơi game, xem phim, nói chung là đủ cả. Thì toàn những cái điều mà iPhone làm vẫn rất là tốt. Thứ tư là về camera thì mình sẽ chia ra có 3 nhóm đối tượng lựa chọn camera của iPhone. Một, đó chính là nhóm đối tượng thích camera tự nhiên mà có phần hơi chân thật một cách phũ phàng ấy mọi người ạ. Không can thiệp quá nhiều vào làm đẹp AI, màu sắc gần với thực tế nhất. Và đối tượng này thì mình hay thấy là các chị em làm về beauty, makeup artist, bởi vì mình cũng đã hỏi nhiều chị makeup rồi khi mà
Lựa chọn thì tại sao các chị lại chọn iPhone? Các chị chia sẻ rằng cam iPhone chụp lên nhìn không bị ảo và sai lệch màu sắc quá là nhiều, nên là khi mất cho mẫu xong ấy, các chị chụp lại sẽ chuẩn về tông màu makeup này, về màu mắt này, màu son cũng như là chuẩn lớp kem nền luôn. Trong khi nhiều smartphone Android màu thì lại có cái tươi quá, có cái lại rực hơn thực tế và da thì bị làm đẹp cà mịn quá, nên là nó sẽ bị can thiệp vào cái lớp nền makeup của các chị ý. Thứ hai là về đối tượng nghiện chỉnh ảnh. Đây là một đối tượng không phải là team mì ăn liền, chụp là up luôn, mà muốn chụp ảnh xong thì sẽ phải chỉnh app hoặc là chụp cam thường, sau đó là chỉnh ảnh cầu kỳ qua vài ba lớp app thì mới chịu được. Thì màn hình của iPhone mình thấy là không bị tươi và nịnh mắt quá, nên là khi mà chỉnh màu ấy là màu lại rất là yên tâm, không sợ bị lên quá đà và dễ căn ke hơn. Hơn nữa thì kho ứng dụng chỉnh ảnh của iPhone lại là rất là phong phú và một vài ứng dụng ảnh chỉ có ở trên App Store thôi, Google Play không có, ví dụ như là Enlight này, hoặc là ai yêu thích màu film thì sẽ là RNi Film. Đối tượng thứ ba sẽ là thích quay vlog và hay quay video nhiều như mình. Thời điểm hiện tại thì iPhone vẫn là những sản phẩm quay video toàn diện nhất luôn. Và về chất lượng thì thu âm, lọc tạp âm cũng như là tái tạo âm thanh, giọng nói thì mình thấy rất là tốt, chân thực. Và khả năng chống rung cũng như là ổn định khung hình thì cực kỳ tốt. Cái này thì nếu so sánh với smartphone Android thì nhiều smartphone dù là flagship của Android, nhưng mà khi quay thiếu sáng thì vẫn bị giật khung hình và tự động lấy nét lại. Và hiện tượng noise và nhiễu thì cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn iPhone. Lý do cuối cùng tại sao con gái lại lựa chọn iPhone và đặc biệt là những người nổi tiếng, bởi vì tối ưu ứng dụng tốt, đặc biệt là nhu cầu sử dụng những social app, ví dụ như là Facebook và Instagram. Thực sự thì mình xài iPhone để post story Insta hay là Facebook thì rất là thích luôn. Nếu các bạn trải nghiệm giữa máy của Android và của Apple thì sẽ thấy là chỉnh sửa chèn text trên story Insta của iPhone sẽ dễ hơn, thao tác cũng mượt hơn, text có thể zoom to zoom nhỏ xíu luôn. Và khi quay story Insta zoom bằng iPhone thì cũng mượt hơn và nó không bị giật như camera ở trên Android á. Và iPhone còn có cái app là Hyperlapse ở trên iOS để có thể quay video dạng timelapse của Instagram luôn, nên là các bạn có thể thử cái app này nhá. Hay là mình cũng đã gặp nhiều trường hợp là ở điện thoại Android thì up story Insta rồi share lên story Facebook ấy, thì Facebook nó tự bị crop khung hình và nhìn cực kỳ khó chịu luôn, trông nó cứ bị đó, bị mất hết cả cái bố cục của mình luôn rồi mọi người ạ. Và đó là 5 lý do mình đưa ra tại sao con gái lại lựa chọn iPhone để sử dụng và tại sao số lượng người dùng iPhone là con gái lại đông đảo đến như vậy. Thì trong những cái lý do như thế thì các bạn thấy là còn thiếu lý do nào thì có thể bổ sung và comment ý kiến phía dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video này và đừng quên rằng có thể tham khảo tất cả tần tật iPhone từ iPhone X này, XS Max này, vân vân đến tận thế hệ iPhone 12 series tại Di Động Việt. Có rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn và đừng quên check giá thay đổi theo từng ngày, từng giờ, từng tuần, từng tháng. Link mình để mô tả chi tiết phía dưới luôn. Mình còn có cả mã giảm giá 100.000 cho thành viên của BioStory đấy. Còn bây giờ thì bye bye.